Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay tụi con sẽ làm một món liên quan đến ếch. Đó chính là món ếch chiên giòn nha mọi người. Mọi người biết vì sao có tiếng chó sủa không? Đứng cái bên cháu mọi người ạ. Bây giờ tụi con sẽ bắt đầu thăm những bé ếch nha. Đi gặp những bé ếch thân yêu. Đây hành trình đi. Và đây chính là chỗ bé ếch nằm yên. Chan 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 chan, hello. Chan 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 chan. Dễ thương mọi người. Chan chi. Mọi người, những con ếch này rất là mập luôn á. Có một con ếch bị đè nè mọi người. Tụi con sẽ đem mấy ẻm vào tắm nha mọi người. Đúng rồi. Mấy ẻm đi thôi. Đây, bỏ xuống. Mọi người đó, mọi người. Da nó sần sần đó mọi người đó. Dễ thương. Dễ thương mấy em lắm á, chị mấy bằng em đó. Bây giờ thấy mấy em cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Bây giờ chị sẽ bỏ. Bây giờ sẽ bỏ mấy cái bỏ em vô thao nè. Có thể chế dầu vô nha. Mọi người, bây giờ con sẽ đổ bột mì tinh vô đây nha. Còn gọi là bột năng á mọi người. Đổ vô một xíu. Rồi con sẽ tắm trắng mấy em này. Bây giờ có thể coi dầu sôi nha mọi người. Mọi người, dầu chưa lên bọt nên chưa sôi nha mọi người. Tới thời gian dầu đã sôi thì con sẽ tắm trắng mấy em ếch này nha. Trời. Mọi người, xài ta luôn mọi người ạ. Đó. Mọi người, em ếch đang tắm nước suối nước nóng nha mọi người. Con sẽ làm con tiếp theo. Nghe mẹ con nói mọi người là chiên cái gì á, chiên với bột mì tinh là nó thôi không bị dăng nha mọi người. Thiệt luôn mọi người, nó không có bị dăng mọi người. Con sẽ tắm trắng thêm một em nữa mọi người. Giống như con sẽ làm xì ba cho nó vậy. Rồi, con sẽ cào bỏ vô luôn. Dạ, con sẽ làm con cuối cùng, cúng cùi nha mọi người. Con sẽ đẩy lên một qua. Mọi người, con làm xong hay dọn, nếu không mình lên giường nằm nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ con sẽ chở những chú ếch này rồi con sẽ đầu ăn. Rồi mọi người, nó không kết dính với nhau như tình anh em của nó. Mọi người thấy nó giống pháo bông mọi người. Khi chờ đợi thì con sẽ làm nước chấm nha mọi người. Con sẽ để xíu muối vào.
Tiếp theo là tương ớt. Hết luôn rồi. Con sẽ lấy rồi khuấy lên. Mọi người, nó đã vàng hai mặt rồi, giòn lắm luôn mọi người. Bây giờ con sẽ ra rồi tắt bếp và vớt nó ra. Bây giờ có thể để cái chén chấm lên là rủ đến đi ăn mọi người. Ta-da, con sẽ rủ đến đi ăn. Đếm ăn không? Ăn không? Ra ai quay nè. Đi nè. Ôi nó thui má ơi. Trời ơi. Xong, khóa cửa luôn. Trời ơi, hồi tôi quay đâu chở đi về quá hồi, hồi bà quen mình nhé. Bye. Ủa, ủa là sao? Đều hết là để, có thể để lên ăn mọi người. Rồi, mà ăn luôn chứ để đâu không được mọi người ơi. Ôi trời ơi, nóng quá. Mọi người con thấy ổn áp rồi mọi người. Con bắt đầu ăn nha mọi người. Ăn ngoài đây thì cũng ngon. Hello. Hello cua. Đó. Mọi người con phát hiện ra một điều là con ếch bị gãy vỏ rồi. Con sẽ lựa con ạ. Con ếch nóng nhất. Đi ăn. Ok, con này không nóng rồi. Con sẽ ăn con này nha mọi người. Đây con sẽ chấm vô. Mời tất cả mọi người nha. Rất là giòn mọi người. Khói nó bay mọi người. Được chấm thêm một cái nữa. Con xem cái đùa của nó bị rớt nè mọi người. Không phải là giòn mọi người, nó cực kỳ giòn mọi người. Mọi người nghỉ hè cho mọi người, con thì vẫn chưa nghỉ hè mọi người. Mọi người ra đây không chuẩn bị cái ghế nên mỏi giỏ quá mọi người. Nên hôm sau cô sẽ ăn, cố gắng ăn hết con này. Mà không biết ăn hết được không á, mới là quan trọng á.
mọi người, đây là ăn chùa mọi người. Ăn chùa chính hiệu là ăn chùa luôn mọi người. Rồi, không nói nhiều nữa, con sẽ ăn hết. Con sẽ ăn tiếp. Ơi có nó bốc lên mọi người có thấy không? Hai kiếm một con cái ghế luôn. Con kiểu hết nhỏ rồi. Trời ơi là bông xin luôn. Đợi xíu. Này con sang tiếp. Sau khi có cái ghế ngồi thì cái giò của nó bớt mỏi mọi người. Và người mỏi hơn con đó chính là cameraman, là chị hai của con. Ui. Con đang kiếm cách cầm cho nó không có bị nóng. Kế mình nhớ nè. Con sẽ bắt đầu cắn á. Mọi người, hồi hổm giờ là bắt đầu vô mùa nghỉ hè mọi người, là tụi con không có đi học. Thì mẹ không cho tiền ăn quà vặt, ăn bánh mọi người. Nên vì thế, con đi đến đã sạc nghiệp. Nhưng mà lúc đầu con đi học thì vẫn sạc nghiệp mọi người. Nên bây giờ nhà có món gì thì con sẽ quay món đó mọi người. Chứ không có quay thường xuyên nữa mọi người. Cua. Mọi người, con chiên giòn đến mức ra mọi người. Cái xương hình như nó nhai nuốt được luôn mọi người. Con sẽ làm theo cách hồi nãy nữa, con sẽ chế lên để con ăn cho nó dễ. Rồi hồi chiều nhà con, hồi chiều mới mưa mọi người, cái sân còn ướt luôn á. Rồi hẳn vô, đến mày mưa rồi, mưa quá trời mưa. Thank you.
Mọi người, con sẽ không mà không mất bẻ nữa mọi người. Giờ không khuyện nữa, khuyện người quá. Không có người để quay giùm con mọi người. Hôm nay con không hề hề nha. Á đồ, chó. Mọi người có còn nhớ hai chú chó mà ngay đây biết mọi người, đó chính là hai chú chó Milo. Không phải ăn chậm. Không phải ăn chậm. Mọi người tưởng ăn chậm. Mọi người bây giờ có thể đem đi cho đớm nào. Mọi người tưởng ăn chậm. Hồi hồi ghê đó mọi người. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye.